Lâu lắm rồi Ngọc Hưng mới lại thấy Lam Anh mặc áo dài nè. Ngày hôm nay Lam Anh hát bài gì? Hôm nay Lam Anh hát một bài hát của nhạc sĩ, nữ nhạc sĩ Giáng Son. Bài hát tựa đề là Giấc Mơ Trưa, có nghĩa là buổi trưa mà mình nằm mơ. Như vậy thì ngày hôm nay là mình có cái đạo cụ là hai cây quạt, hình như là đây là một tiết mục vũ. Lần đầu tiên Lam Anh được múa quạt, thế nên là mới đầu tập thì cũng hơi sợ, nhưng mà mới diễn xong thì mọi chuyện là coi như là nhờ ơn trên, là rất là suôn sẻ và không có một cái vấn đề gì xảy ra. Cái điều mà khó khăn nhất khi mà phải múa với lại những cây quạt này là điều gì ạ Lam Anh? Thật sự ra thì nó cũng cái khó là mình làm sao mà mình phải, ví dụ giờ mình đưa cái tay lên như vậy đúng không, là cái góc của mình là phải giống như là dancer, chứ mình không có được muốn đưa sao đưa. Rồi cái lúc cái bài này khó nhất là cái chỗ mà đang đứng như vậy rồi một phát là nằm xuống luôn, nằm xuống sàn luôn, rồi xong lại đứng lên. Nhưng mà mình làm sao mà mình làm cho nó mình không có thấy vụng về, mà lần đầu tiên Lam Anh mới làm mấy cái đó. Tập khoảng bao lâu rồi, bầm mình trên người bao nhiêu chỗ rồi? 10 tiếng với dancer. Cái bài hát này là hồi nãy Ngọc Hân nghe ngoài kia một bài hát rất là ngọt ngào và rất là dễ thương. Hình như là Lam Anh sau một thời gian mà hát những nhạc phẩm nhạc tình thì hình như Ngọc Hân thấy là Lam Anh rất là thích, rất là yêu mến, rất là yêu cái bài hát này đúng không? Yes, Lam Anh rất là thích cái bài này. Chắc là nó mang một cái âm hưởng rất là nhẹ nhàng. Mình nghe tự nhiên cái mình thấy mình chưa biết cái lời nó diễn tả cái gì, nhưng mà cái giai điệu làm cho mình thấy là so lovely, rất là dễ thương, mà tự nhiên mình cứ muốn nghe hoài. Kính thưa quý vị, lần này Lam Anh sẽ vào nàng tiên trưa, vào vai nàng tiên trưa sẽ như thế nào? Giấc ngủ trưa đã đưa chúng ta vào mộng. Thưa quý vị, quý vị hãy đón xem Paris by Night 127 nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Liên lạc ngay với trung tâm Thúy Nga là 7148945811. Lam Anh chào khán giả nha. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị nhớ đón xem chương trình 127, chương trình 35 năm kỷ niệm Thúy Nga. Mà không những chương trình này mà còn tháng 12 còn một cái show khác lớn hơn nữa. Yes. Chào tạm biệt quý vị.